Yo, xin chào anh em, lại là tôi đây, một thằng weeaboo với IQ vô cực. Nhưng đấy là tôi của trước đây. Chứ còn bây giờ á, tôi đã đạt được một kỳ tích nó phải gọi là thượng thừa luôn. Anh em đã tò mò chưa? Lại chẳng tò mò quá đi ấy chứ. Vâng, kỳ tích đó là ngu đi, còn lý do ấy thì lại tại anh em hết. Chỉ anh em cứ bị thích xem cái series này nên tôi cứ phải làm. Và rồi đây, ngày hôm nay, sau khi tìm hiểu về chiến thuật đội hình đầy rối rắm của bộ Tate no Yusha, để ra video này, tôi đã ra nồng nỗi như thế này đây. Hy sinh vì anh em thế mà anh em không ủng hộ thì nó phải gọi là hơi bị có lỗi đấy nhá. Liệu anh em có thể đạt được kỳ tích như tôi không hay tôi sẽ là người đặc biệt duy nhất? Rồi, để tìm ra câu trả lời, giờ anh em hãy cùng tôi đến với phần 4 trong series video đặc biệt về Tate no Yusha, chiến thuật đánh bại ma lòng của Nafumi và hành trình thu phục anh hùng cung. Một, tiêu diệt ma lòng. Ở cuối video phần 3, sau khi bị ma lòng hack khiền, Nafumi không thể dùng kế hoạch mà cậu đã nghĩ ra trước đó được nữa. Do vậy, cậu đã chuyển sang chiến thuật khác. Cậu cố tình hét thật to với Ren và Raftalia rằng hãy sử dụng bất kỳ đòn tấn công dựa trên phòng thủ hay bỏ qua phòng thủ nào mà họ có thể đánh vào con rồng. Con rồng đã tiên liệu được sẽ có người dùng dạng tấn công như thế nên đã niệm chú ma pháp dựng kết giới từ trước. Khi đòn tấn công của hai người kia được tung ra thì cũng là lúc kết giới vừa hoàn thành xong. Thế là lại bị chặn hết lại do kết giới. Tuy nhiên anh em có thấy tôi dùng từ cố tình không? Tức là đây chưa phải toàn bộ kế hoạch của Nafumi. Sau đây mới là full chiêu trò của bên. Dùng ánh mắt, cậu đã ra hiệu cho các đồng đội trong âm thầm và tất cả đáp lại bằng một cái gật đầu mang nghĩa là đã hiểu ý. Mục đích thực sự của cậu khi hét lên với Ren và Raftalia chính là để cho con rồng nghe thấy khi nó chỉ tập trung vào hai người họ vì nghĩ họ là đam chính của team và là những kẻ duy nhất có thể gây được sát thương với nó. Trong khi giữ cho con rồng mải mê để ý tới Raftalia và Ren, Nafumi và Sadina đã niệm chú cho ma pháp lôi thần giáng thế. Con rồng chắc chắn chỉ nghĩ là họ đang chuẩn bị buff cho Raftalia nên đã chẳng quan tâm. Nhưng không, nó đã nhầm. Ren và Raftalia chưa phải mối đe dọa đáng sợ nhất về Dam. Còn một người nữa mà nó đã bỏ sót đó là Atla. Ngay khi niệm chú hoàn thành, Nafumi sử dụng lôi thần giáng thế lên Atla. Tiếp đó, Raftalia và Rapchan sử dụng ma pháp ảo giác của mình để tạo ra nhiều bản sao Atla. Sử dụng phong cách Hengen Muso cùng sự hỗ trợ từ đồng đội, Atla phá vỡ kết giới của ma long và giáng một đòn chí mạng vào nó. Tiếp đó, Windia và Melty sử dụng ma pháp hợp sướng khiến lửa bùng lên từ khắp người nó. Trong khi để Atla, Windia và Melty đánh lạc hướng ma lòng như vậy, Nafumi và Sadina đã kịp hoàn thành việc buff lôi thần giáng thế lên Eclair và cho cô xuất hiện. Vậy của ma lòng bay đi theo mỗi cú đâm của cô. Thay vì loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của Nafumi lên Eclair và Atla, con rồng hạ thấp khả năng phòng thủ của mình để làm cho các đòn tấn công của Atla và Eclair kém hiệu quả hơn. Tại sao nó không dùng loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ ở lần này thì không rõ. Chắc chắn phải có một số lý do đặc biệt nào đó. Cái này tôi sẽ tìm hiểu thêm và giải đáp cho anh em sau. Tất nhiên, việc con rồng hạ thấp phòng thủ chính là cơ hội cho Raftalia và Ren. Họ sử dụng sức mạnh tấn công thuần túy của mình nhắm vào nó. Khi thấy ma long đang cố gắng dùng tay ép vào ngực để ngăn không cho một thứ gì đó từ bên trong thoát ra, Nafumi đã ra tín hiệu cho Atla, Eclair, Ren và Raftalia đồng loạt tấn công và chém ngay cánh tay đó. Như vậy, bé rồng Galeon đã có thể xuyên thủng thành ngực của ma long và bay ra, đem theo Philo đang bất tỉnh. Lúc này Galeon quay trở về ngoại hình như vừa mới nở. Hóa ra, cha của Windia vẫn đang chiếm giữ cơ thể của bé Galeon. Ông nói chuyện bằng thần giao cách cảm với Nafumi. Vì mất đi cơ thể vật chủ nên ma lòng biến đổi thành Red Dragon, tiếp tục chiến đấu cũng như đi tìm vật chủ mới. Sadina, Melty, Windia và Galeon sử dụng một ma pháp hợp sướng giúp Sadina khoan thủng con rồng. Ngay lập tức, Atla lao tới thọc ngón tay vào khí quản con rồng và lấy đá lõi ra, rồi Raftalia nhanh chóng kết liễu nó. Sau khi con rồng bị đánh bại, ý thức của nó trở lại tấm khiên của Nafumi. Level của Philo và Galeon không hoàn nguyên, nhưng lời nguyền của All Sacrifice Aula trên Philo đã biến mất. Quay về làng mình, Nafumi ra lệnh cho Philo cây level để bù đắp cho level đã bị mất. Cậu cũng bảo Philo mang Melty đi cùng do việc quản lý thị trấn giúp Eclair đã khiến cô hiện đang có level quá thấp so với trình độ ma pháp của cô. 2. Gặp lại Itsuki. Nafumi đến đấu trường mở của Zeltobo cùng với một số nô lệ để giúp họ có thêm kinh nghiệm chiến đấu trong thế giới thực. Nafumi sau đó phát hiện ra Itsuki cũng tham gia vào đấu trường và tiếp cận cậu ta. Như thể không nghe thấy lời của Nafumi và Rishia nói, Itsuki phớt lờ Nafumi lẫn Rishia và ra trận trong trận đấu của mình. Trong cuộc chiến, Itsuki đã làm khá tốt, mặc dù diện tích nhỏ là điểm bất lợi cho một người sử dụng cung. Itsuki cũng có một số biểu hiện khác thường, như đưa tay lên trời và hú lên một cách xuất thần mỗi khi được khán giả cổ vũ. Sau khi quan sát Itsuki một lúc, Nafumi nhận thấy rằng trong trận chiến, Itsuki đã đáp lại lời nói của đối thủ, chứng tỏ rằng việc Itsuki phớt lờ Nafumi trước đó có thể là vì đang tập trung vào giải đấu nên không để ý. Ngoài ra, cây cung Itsuki đang sử dụng trông cũng kỳ lạ, gợi cảm giác không ổn. Với sự giúp đỡ của thương buôn nô lệ, sau đó họ thiết lập một giải đấu ngầm giả để dụ Itsuki ra. Rishia tình nguyện chiến đấu với Itsuki kết hợp với kế hoạch bắt cậu ta của Nafumi. Nafumi cũng trở về làng sớm để đưa Ren đến Zeltobo vì Nafumi nghĩ rằng Itsuki có thể từ chối lắng nghe mình, nhưng cậu ta vẫn sẽ lắng nghe Ren. 3. Trận chiến giữa Rishia và Itsuki.
Khi trận đấu bắt đầu, Rishia Shinisuke hãy lắng nghe Naofumi và rồi chỉ tay vào Naofumi. Nhận thấy rằng Naofumi và Ren đang ở đó, vẻ mặt của Isuki trở nên dữ tợn. Isuki buộc tội Naofumi về một số hành vi sai trái và tiết lộ rằng Witch đã nói cho cậu ta biết. Nói đủ chuyện xong, Isuki dùng Justice Bound bắn một loạt mũi tên về phía Naofumi trên hàng ghế khán giả. Bất chấp nỗ lực bảo vệ khán giả, một mũi tên đã trúng người phát thanh viên. Sau khi bị trúng tên, người đó có ánh mắt điên cuồng và sau đó anh ta vạch trần kế hoạch của Naofumi. Nhưng có gì đó sai sai, biểu hiện của anh ta giống như là bị tẩy não vậy. Isuki nói rằng cây cung này có khả năng giải phóng mọi người khỏi bị tẩy não và là vũ khí mang sức mạnh thánh mà công chúa Maoti đã ban tặng cho cậu. Theo suy đoán của Naofumi, điều đó có nghĩa là Witch đã khiến Isuki đánh thức một sức mạnh mới dưới dạng vũ khí Cursed Series. Naofumi cố gắng thuyết phục Isuki rằng đây là một cây cung nham hiểm với sức mạnh tẩy não người khác, nhưng tất nhiên là cậu ta không tin rồi. Tiếp đó, Rishia cố gắng giảng giải cho Isuki nghe về công lý thực sự nhưng cũng chẳng ăn thua. Hết cách, Rishia buộc phải chĩa kiếm vào người mà cô yêu. Rishia sử dụng kích hoạt vô song và bắt đầu chiến đấu với Isuki, nhưng cậu ta phớt lờ cô và tập trung vào việc tấn công Naofumi. Naofumi hứa sẽ chiến đấu với Isuki nếu cậu ta có thể thắng Rishia. Miễn cưỡng chấp nhận điều kiện này, Isuki quay lại đánh với Rishia nhưng vẫn bị phân tâm bởi Naofumi ngồi trên khán đài. Rishia nhắc nhở cậu ta tập trung vào trận đấu và thế là cậu ta kích hoạt một loạt skill thuộc vũ khí Cursed Series của mình để đánh bại Rishia, nhưng Rishia vẫn chiếm thế thượng phong. Ở cao trào của cuộc chiến, thanh kiếm của Rishia bị hỏng. Tuy nhiên, Rishia từ chối sự giúp đỡ của Naofumi và muốn tự mình đối đầu với Isuki. Cô vẫn kiên nhẫn nói chuyện và khuyên nhủ Isuki. Cuối cùng, cây cung huyền thoại của Isuki bắn một phát ánh sáng về phía Rishia, khiến dấu ấn nô lệ trên cô bị phá vỡ và cho cô một loại vũ khí để đánh bại Isuki. Sau thất bại của Isuki, người phát thanh bị trúng mũi tên nguyền rủa đã trở lại bình thường. Naofumi sau đó đề nghị muốn cho Isuki thấy bản chất thật của Witch và Isuki đồng ý đưa Naofumi đến nơi ẩn náu của mình và đồng bọn. 4. Sự thật phũ phàng đập vào mặt Isuki. Vào thời điểm Isuki đến, Witch đã trốn thoát, để lại một số giấy nợ hối phiếu có đóng dấu của Isuki. Đau đớn hơn cả là các thành viên khác trong party của cậu cũng phản bội cậu và bỏ chạy như ả. Sau khi nhận ra tình hình của mình, Isuki quỵ xuống. Rishia đã sốc lại tinh thần cho Isuki, nói với Isuki rằng thế giới vẫn rất cần cậu. Sau đó Isuki bắt đầu phát ra những âm thanh thổn thức. Phần thiết kế bị nguyền rủa trên cây cung của cậu vỡ ra và biến mất, rồi cậu nằm gục xuống. Sau khi tính toán cách trả hết nợ, Naofumi yêu cầu chuyển các khoản nợ của Isuki sang cho mình. Mọi người sau đó quay trở lại làng, mang theo Isuki đã ngã gục. Cuộc tìm kiếm Witch kết thúc trong thất bại. Việc lạm dụng Justice Bound có vẻ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ý chí của Isuki, khiến cậu mất đi khả năng tự mình đưa ra quyết định. Đại khái tức là bây giờ ai ra lệnh cho Isuki cái gì, Isuki cũng làm, kể cả bảo cậu chết thì cậu cũng đi chết. Hơi nguy hiểm, nhưng đổ lại thì ngoan ngoãn dễ bảo tuyệt đối, Naofumi thấy vậy cũng đỡ. Sau đó Isuki không hiểu sao lại có một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má mình và rồi cậu xin lỗi Rishia về mọi thứ. Riêng cái này là cảm xúc và hành động tự nhiên của Isuki, không phải do bị ai sai khiến đâu anh em. 5. Naofumi học Long Mạch Pháp và bí ẩn về thân thế của Raftalia. Vài ngày sau khi Isuki đến làng, Naofumi nhờ Sadina dạy cho mình về Long Mạch Pháp, nhưng Sadina đề xuất rằng cô cũng sẽ nhờ cả Galien giúp đỡ nữa, vì một mình cô khó mà dạy chi tiết được tất cả mọi thứ. Galien già tức là cha nuôi của Windia bên trong cơ thể Galien bé, giờ có thể cởi mở trò chuyện vì Windia không có ở đây. Naofumi cho rằng ngôi làng không phải địa điểm thuận lợi để tập luyện, vì vậy Sadina đã ngỏ ý mời cậu đến tập luyện tại căn cứ bí mật của cô. Sau nhiều giờ học hỏi nguyên lý và quan sát các màn biểu diễn của Galien và Sadina, Naofumi đã thành công sử dụng Long Mạch Pháp. Sau buổi tập, họ đi uống rượu. Raftalia và Galien bị Sadina chuốc cho say xỉn. Khi đã chắc chắn hai người họ không còn nghe thấy gì nữa, Sadina bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Naofumi. Cô tiết lộ rằng cha mẹ Raftalia đến từ một khu vực biệt lập, về sau được biết tên là Kytelo, nơi mà truyền thuyết về thánh anh hùng không tồn tại. Vì Raftalia là hậu duệ của một dòng dõi được tôn thờ tại đó, nên việc thân mật với cô ấy có thể làm cả đất nước khó chịu. Sadina đề xuất rằng nếu thực sự cậu muốn tiến tới quan hệ yêu đương nghiêm túc với Raftalia, thì trước hết hãy nghiền nát đất nước đó và giải quyết những vấn đề hoàng tộc của cô ấy. 6. Màn chào hỏi của các sát thủ từ Kytelo. Hai ngày sau cuộc nói chuyện với Sadina, ông chú cửa hàng vũ khí đến thăm ngôi làng. Ông đưa bộ đồ Miko cho Naofumi đặt cho Raftalia. Khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy trang phục Miko của Raftalia, Sadina nhanh chóng cố gắng cởi quần áo của Raftalia. Bối rối trước tình hình, Naofumi ra lệnh cho Raftalia thay đồ để giúp Sadina bình tĩnh lại. Sadina sau đó giải thích cho Naofumi lý do tại sao cô làm vậy. Nhưng chưa kịp giải thích hết câu thì đột nhiên, ngôi nhà mà Raftalia đã vào để thay quần áo bốc cháy và một nhóm người từ đầu xuất hiện tấn công cô. Các cư dân hiện đã nhận thức được cuộc tấn công và chống trả, nhưng kẻ thù không có dấu hiệu rút lui. Những kẻ thù mạnh đến nỗi ngay cả những nỗ lực tổng hợp của cư dân trong làng cũng không thể khuất phục được chúng. Naofumi và Raftalia sau đó thực hiện ma pháp hợp xướng, gây ra cho kẻ thù sự nhầm lẫn trong giác quan. Nắm bắt cơ hội, mọi người tập hợp kỹ thuật kết liễu kết hợp với đòn tấn công mới của Raftalia và vô hiệu hóa thành công tất cả kẻ thù cùng một lúc.
Naofumi cố gắng tra hỏi kẻ thù, nhưng tất cả bọn chúng đều tự nổ tung và trước đó chúng không quên nhắn nhủ rằng lời tuyên chiến được gửi đến đất nước của chúng, nên các sát thủ từ giờ sẽ không ngừng tìm đến đây. Ông chú cửa hàng vũ khí dường như nhận ra vũ khí của kẻ thù, nhưng ông không nói về những gì mình biết và xin phép Naofumi để kiểm tra thêm. Giờ đến lúc Sadina tiếp tục câu chuyện đã bị gián đoạn trước đó. Cô nói với Raptalia rằng, ở Kitello, đất nước quê hương của cha mẹ Raptalia, Raptalia tương đương với thành viên hoàng tộc của Meromach. Cha của Raptalia không muốn trở thành người cai trị, vì vậy, ông đã từ bỏ địa vị hoàng gia của mình, bỏ trốn và đến Meromach. Trang phục mà Naofumi gọi là Miko là trang phục mà chỉ đấng thiên mệnh của Kitello mới được phép mặc. Ở đây anh em cứ hiểu đấng thiên mệnh nó tương đương với lãnh đạo tối cao của một nước như vua hay nữ hoàng. Do vậy, việc Raptalia mặc nó và đi cùng anh Hùng Khiên, vị thần của các á nhân thì không khác gì là tuyên chiến với Kitello rằng cô đang có ý định chiếm lấy ngai vàng. Những kẻ họ vừa mới chiến đấu chính là những kẻ được cử tới từ Kitello để theo dõi gia đình Raptalia. Và theo Sadina, việc theo dõi này đã bắt đầu kể từ khi cha mẹ Raptalia rời bỏ đất nước. Nghe đến đây, Naofumi cảm thấy rất giận dữ vì nó có nghĩa là đất nước đó đã chứng kiến toàn bộ sự đau khổ của Raptalia nhưng lại mặc kệ. Họ chứng kiến ngôi làng á nhân bị phá hủy và họ nhìn cha mẹ Raptalia chết. Họ đứng nhìn Raptalia suýt chết và trở thành nô lệ bị bạo hành, bị đối xử không bằng một đồ vật. Suốt thời gian đó, họ lặng lẽ đứng nhìn và thậm chí không bao giờ cố gắng giúp đỡ. Về cơ bản, họ hoàn toàn không quan tâm đến máu mủ của mình mà chỉ quan tâm đến các vấn đề về hoàng tộc của họ. Ngoài ra, trước viễn cảnh làng của Naofumi sẽ liên tục bị các sát thủ từ Kitello đến làm phiền và không biết lúc nào mới kết thúc, thì việc chỉ thụ động chống trả lại cũng sẽ không phải là ý kiến hay. Do đó, Naofumi quyết định sẽ chủ động đem quân đi đánh chiếm Kitello để loại bỏ tận gốc mối đe dọa. Phần 4 tạm kết thúc tại đây nha anh em. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho tôi có động lực làm tiếp các phần tiếp theo nhé. Làm cho anh em xem vì tâm huyết và đam mê chứ tiền không phải tất cả. Mà đã vất vả vì làm không có tiền rồi còn bị xem chùa nhiều nữa, thì mấy bữa nữa anh em thấy tôi đi quay content cuộc sống của một weebu dưới gầm cầu, chứ chẳng phải content anime, manga, light novel nữa đâu. Mỗi hành động nhỏ nhưng sẽ là cả một ý nghĩa lớn đối với đội ngũ hai đề tộc đấy. Vậy nha anh em, giờ thì bye bye anh em.